Đây là chị Miếu. Chị Miếu bán chuối. Chuối này là chuối cao nha mọi người, trái bự lắm. Ai tới chợ Lê Dung thì mua chuối ủng hộ chị. Rồi, tính tiền chuối đây. Ra tiền luôn, ông này dữ quá. Bên đây là mấy nãy chú già hả một? Chú già hả? Ừ. Không cầm này chín bới mà nó không nhôm nhất. Không, cái này được cái chú sáp đẹp. Chú sáp đẹp. Chú này chắc hơi gặp quá, cái này trông hơi gặp. Nó không khô gặp. Mấy này em gửi ra anh đi nó quay quá trời tệ rồi. Em không có lấy cái đó được đâu, cái đó xấu lắm em bán không có được. Nè. Cái này. Yeah, ớt quá trời luôn. Nó hơi ốm quá. Đất khô với trong gặp là nó ốm. Cái này còn cứu vớt được con nữa trời tệ rồi. Cái này ốm quá. Con bộ tôi buồn tôi đốn lầm. Ờ. Nếu như mà đốn còn chưa già nữa ép nó chín. Không có ruột. Dạ. Hả? Lầm nè, mấy gấp của buồn lầm nè. 1, 2. Giờ em tính vậy nè. Lấy luôn ép cái này cho anh đi. Này bán rẻ rồi hả? Tội nghiệp không? Bán rẻ rồi hả? Rồi cỏ bỏ này lấy bà nãy thôi. Không có ruột luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Rồi nó hết này cho em 50.000 đi. Chứ già. Chứ giờ nhỏ quá trời không biết làm sao với ông. Con này trả lại ông nè. Này nhỏ quá. Anh em này cứ qua kéo lại đi chứ nhỏ quá em bán cũng không có. Dạ. Cần chuối sâu xuống cần chuối này sâu. Quay lên cho bà Biếu bán chuối đắt nè. Ai tới chợ La Dung ghé bà Biếu bán chuối nha. Bà Biếu bán chuối đây. À, chú cao thì rất là ngon, còn chuối này hơi ép. Ôi, ôi, ôi. 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 Một con vịt làm nên cái chợ. Ôi. Nãy mấy chú sáp này. Mấy chú sáp này nãy nhiêu? Đó, chú sáp đó. Chú sáp trái rất là đẹp luôn. Này nấu bán là ok luôn. Cao 34,5 kg kể 34. Rồi 34 kg ha, kể 34 thì 272 tính 270 đó. Là được nữa. Gì? 270 với 5 là 320. Dương lại ơi. Hết nhiêu rồi đếm lại. Mấy tờ 5 dụng. Hết thảy là nhiêu tiền? 320. 320 quên, ông chưa trả. 300. Đó mượn phải không? Như vậy là em lấy là 100. Là còn 320. Em đưa anh gì 220, anh thợ anh 30 đi. Sao chú Tư này vô mua chuối nữa nè? Anh đưa em lại 50 đi, em vô trống em lấy anh trả 20 cho anh. Có ai bán chuối mà có thợ quay phim ở đây không? Hay quá à, quay hồi rồi kia tao cái kia cho đâu. Quay phim đưa lên ăn bán đắt.
Ai đâu có, tại này đây là chuối này, chuối ép con này là chất lượng nè, chứ nó gỗ gàng chứ đâu có. Mấy buồn chuối cao này quá đẹp. Rồi, mình xin kết thúc video đây nha mọi người. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.